Bắt đầu dân này là cho ăn xoài, cho ăn xoài là chủ yếu. Có bắt đầu bắt cặp nè, là bắt cặp cho bà con. Thì ở đây là nó ăn xoài chín. Thì sao con ốc nó có thịt màu vàng, có nhiều con nó có cái mai, cái vỏ nó màu vàng luôn. 4 tháng thôi, sau 4 tháng thì có thể tạo được giống rồi. Thì tạo được giống thì chúng ta sẽ gầy ra thêm, còn cứ để xài thôi. Còn để xoài nè, để mít, để những cái thứ nào mà nó có cái mùi. Một số trứng nở rồi nè, trứng màu đen là nở, cái trứng màu đen này là tối nay nó nở hết, bảo đảm. Còn những cái trứng này nó mềm như cái gần 1 tuần rồi. Còn nghe nghe cái tiếng này nó kêu nghe, nó kêu á. Mala mía, si tú estás buscando un mejor juego, un día te dejaré mirando hasta el cielo. Mala mía, si tú estás buscando un mejor juego, un día te dejaré mirando hasta el Se cielo. Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta. Como ya se mueve. Siempre hace cosas que no debe. Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta. Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe. 7 de septiembre, por ahí a las 6. Pa' tu casa y Netflix, solo a darle play. Era mexicana, me dijiste wey. Xin kính chào bà con. Chào mừng bà con đã quay trở lại với channel của trang trại Đồng Điện Đồng Tháp. Thì hôm nay em xin gửi đến bà con từ một cái mô hình nuôi ốc sinh sản trong miền núi của một chú bên khách hàng bên em. Thì đây là tổng quan của một cái mô hình nuôi ốc mà đã xuống giống được 4 tháng. Như con thấy thì con ốc nó đang đeo lên cái sỏi nó ăn đó. Ở đây chủ yếu là bên bán nông dân này là cho ăn sỏi. Cho ăn sỏi là chủ yếu. Sỏi chín thì giặt cây để xuống chỗ nó ăn thôi. Nói chung là cái mô hình này hiện tại là bên chú nuôi đã thành công rồi. Hiện tại đã sinh sản rất là nhiều. Nên em cũng chia sẻ cho con xem. Thì ở đây có ốc đang bắt cặp nè, đang bắt cặp nha bà con. Khi mà con ốc nó bắt cặp thì tầm 1 tuần, nhiều nhất là 1 tuần. 1 tuần sau thì nó sẽ tìm vị trí để sinh sản. Thì nuôi ốc sinh sản thì nhất thiết là bà con phải tạo được cái vị trí để cho nó sinh sản. Như bà con xem tổng quan ở cái bể này là một đầu sẽ có một cái vị trí để cho ốc nó sinh sản, mình có lục bình do dừa. Thì con ốc mà nó trưởng thành tầm khoảng chúng ta nuôi tầm từ 3 tháng, 3 tháng thì nó sẽ gọi đầu trưởng thành, thì nó sẽ bắt đầu vô giai đoạn sinh sản. Ở trong miền Nam này thì chúng ta nuôi ốc nó sẽ sinh sản chúng ta quanh năm. Nói chung là không như miền Bắc thì họ có thời gian ngủ đông, ở miền Nam thì là quanh năm. Thì cái mùa mà sinh sản gỗ nhất của con ốc á là nó rơi vào cái mùa mưa. Mùa mưa thì sinh sản rất là nhiều. Thì đặc tính con ốc là nó sinh sản rất là nhiều mùa mưa. Nói chung mưa thì sinh sản nhiều thôi. Thì như bà con thấy là ở đây là có các cây thủy sinh, là có là bèo, cây lục bình, rau dừa. Thì ở tập trước thì em có giới thiệu cho bà con về 5 cái loại cây thủy sinh mà chủ chốt.
châu Âu đang đó, mình còn có thể tham khảo lại. À, như bà con thấy là ốc nó đang nổi lên đeo vô khá là nhiều vào cái xoài. Thì ở đây là nó ăn xoài chín. Nói chung là ốc nó lớn như thế này rồi thì chúng ta sẽ nó ăn cả ngày à. Chúng ta cho nó ăn cả ngày thôi, không vấn đề gì cả. Thì những cái xoài này thì nó ăn tầm một ngày là hết à, một đêm là hết. Thì chúng ta sẽ cho tiếp. Nói chung là con ốc mà khi nó trưởng thành lại ra ăn khá là nhiều. Nó ăn được gấp 3 lần cái trọng lượng của nó. Nên chúng ta cái khâu mà thức ăn cũng phải chuẩn bị đầy đủ cho nó. Thì ở xa bà con thấy đó là có một con ốc, có ốc thịt vàng. Còn thấy không? Con ốc có thịt vàng là có nhiều bạn là hỏi em là tại sao con ốc nó có thịt màu vàng? Có nhiều con nó có cái mai, cái vỏ nó màu vàng luôn. Thì đấy là con ốc thịt vàng. Con ốc bu thịt vàng là cái thịt nó rất là đẹp. Nói chung là ăn thì nó cũng vậy thôi, nó cũng không có gì khác đâu, nhưng mà cái thịt nó rất là đẹp và cái hàm lượng dinh dưỡng nó cao hơn. Thì con ốc thịt vàng mà mỗi buổi chiều á, bà con mà cứ xem nó thả thiền á là nhìn nó đẹp lắm, nó rất là đẹp. Và tổng quan cái bể này là lúc trước là bên Bắc Nam Giang này lấy em mỗi bể là 3.000, một bể 3.000 với một bể 5.000. Thì nhiều bà con có hỏi bên em là chúng ta có thể thả trực tiếp xuống ao không? Thì chúng ta nuôi thì chúng ta cứ thả trực tiếp xuống ao, nếu mà chúng ta ngăn ngừa được các cái loại thiên địch. Thì như bà con biết là chúng ta nuôi bất cứ con gì chúng ta cũng phải có các cái loại thiên địch cũng như các cái khó khăn trong quá trình nuôi. Vì làm sao mà chúng ta tự chúng ta quyển chuyển, chúng ta làm sao mà ngăn ngừa được và chúng ta phải thích nghi với môi trường đó. Thì không có cái gì mà gọi là cái hoàn hảo 100% cả. Chúng ta nuôi chúng ta cũng gặp khó khăn, nhưng mà khó khăn thì chúng ta phải biết cách khắc phục thôi. Như ở đây là chú có cái hầm khá là lớn nhưng không nuôi, quyết định là nuôi trong dẹp. Có hầm mà khi có con súng nữa kìa, hầm tự nhiên luôn, nhưng mà sợ chuột thì sẽ tiến hành nuôi trong dẹp. Thì nuôi trong dẹp thì nó dễ quản lý hơn, nó dễ quản lý, chúng ta có thể quản lý được cái mật độ của con ốc. Bây giờ này là cũng gần xế chiều nên nó cũng ốc nó bắt đầu nổi lên rồi nè, nổi lên khá nhiều. Thì cái này là ông chú là lấy giống của bên em trước Tết. Trước Tết thì nuôi 4 tháng rồi, nó bắt đầu sinh sản. Một lát nữa em sẽ quay mấy cái bể trứng cho bà con xem. Thì trứng cũng như có một số đã nở rồi. Bốn tháng thôi, sau 4 tháng thì có thể tạo được giống rồi. Thì tạo được giống thì chúng ta sẽ gầy ra thêm, tại vì ốc có đẻ rất là nhiều. Nói chung là nó một tháng á, nó sinh sản, cái chu kỳ của nó là một tháng nó sinh sản một lần, nhiều nhất là một tháng, còn tùy theo cái thức ăn và cái độ chăm sóc của chúng ta thì tầm 15 đến 22 ngày là nó bắt đầu sinh sản. Nhờ con thấy đây là nó đeo khá là nhiều vào những cái xoài. Như thế này nè, là bà con thu hoạch, con cứ để xài thôi. Con để xoài nè, để mít, để những cái thứ nào mà nó có cái mùi. Thì con ốc là nó đánh hơi rất là hay, đánh hơi rất hay nha bà con. Nhưng không phải nó không đánh hơi được đâu. Nó đánh hơi những cái thức ăn mà có cái mùi. Như vậy là chúng ta cứ biết được cái đặc tính đó thì chúng ta chỉ thu hoạch bằng cách đó thôi. Chúng ta sẽ giữ. Thứ nhất là xoài, mít, lá đu đủ, cây đu đủ. Chúng ta cứ để xuống nhữ và nó gom được rất là nhiều. Nhữ này thì vớt thôi.
Thì cái đặc tính của nó như thế thì nó cũng là một cái nhược điểm, đó là nếu mà con nuôi mà con không giữ á, thì đạo tặc nó nhử là nó bắt hết, một là nó nhử, hai là nó nhảy xuống nó mò. Thì nhiều khi mà có những cái ao mà ao bè như thế này á, là nó ngứa dữ lắm, có thể là nó không mò được nhưng mà nó sẽ nhử. Là ban đêm thì đặc tính của con ốc nó nổi lên hết, nổi lên để nó tìm thức ăn, nó sẽ ăn, nó sẽ tìm những cái thức ăn mà ngon đó, có mùi đó thì sẽ bù lên ăn rất là nhiều. Nói chung là dành nhà nó đu có cục luôn á. Hay là ban ngày đó chứ ban đêm còn dữ nữa, đặc tính của con ốc là ban đêm sẽ nổi lên hết nhau đó. Thì nuôi ốc thì khá là đơn giản, nói chung là không có gì phức tạp, nhưng mà bà con cần phải tạo được một cái môi trường tự nhiên. Nói chung nó chỉ cần môi trường thôi, và không được dính thuốc sâu, dính bất kỳ loại thuốc nào cũng không được cả. Để bà con nhìn tổng quan lại, đây là cái mô hình nuôi ốc sinh sản nha bà con. Thì mà mấy tháng trước thì em có làm một cái video về mô hình nuôi ốc sinh sản trong vùng lưới rồi đó, có thể tham khảo lại. Thì đây là cái mấy cái bể trứng cũng như là mấy cái thùng dưỡng ốc con của bên bán nông dân, để anh sẽ cho bà con xem. Nói chung là đẻ cũng được hơn một tháng rồi, ngày thu tầm 20 đến 25 trứng, nhưng mà khá là nhiều đó bà con. Ngày mà thu tầm 20 trứng là khá là nhiều rồi. Đây, trứng cũng to đấy, một số trứng nở rồi nè, trứng màu đen là nở. Thì cứ trứng mà đẻ tầm khoảng nói chung là 1 giờ thôi, 1 giờ sau khi đẻ lên ta đã thu được. Đây một số đã nở nè, còn thấy có cái trứng màu đen không, đang thu là nở đó. Đây cũng trứng nè, quá trời trứng luôn. Chung là cứ như thế này thôi, trứng như thế này chúng ta cứ gầy lại thì chúng ta nuôi được, nó lên được sinh sản thì chúng ta cứ gầy gầy con hoài thôi. Đây bà con xem cái trứng, chúng ta trứng này nó đen này là nó đỡ hết, những cái trứng nào mà nó mềm nè, nó mềm cái trứng màu đen này là tối nay nó đỡ hết bảo đảm. Còn những cái trứng này nó mềm như cái thịt dừa đấy, đấy đụng vô đó là nó sắp nở rồi, nó sẽ đen, nó sẽ nở này tầm khoảng 5 ngày sau nó sẽ bắt đầu đen và nở hết rồi. Ấp trứng như là thành công rồi đó, hôm nay cũng đã hướng dẫn đầy đủ rồi. Đây trứng là trứng mới nè, trứng đó là mới lụm tầm 2 3 ngày nay nè, một ngày lụm cỡ nửa nhĩ như thế này bà con. Cái này thì sắp tới em cũng sẽ hợp tác là thu mua. Nói chung là bên em sẽ thu mua. Thì nuôi trồng bất cứ công việc gì, nuôi cái đầu ra thì bà con đừng có lo, bên em sẽ thu mua cho bà con. Đây là ốc dưỡng ốc con nha bà con, dưỡng bằng bẹp cám, con mới nở đấy. Này cũng được gần 1 tuần rồi. Con nghe nghe cái tiếng này nó kêu nha, nó kêu á. Rồi nghe nó kêu không? Vì ốc con nó nở, chúng ta ấp công nghiệp thì nó nở rất là nhiều. Nó nở đạt cái tỷ lệ mà chúng ta ấp á, công nghiệp á, thì nó đạt từ 70 đến 90%. Nói chung là không 100% được, tại vì còn tùy vào cái trứng nó được thụ tinh hay không nữa. Thì rất là nhiều, lần trước là em cũng đã giới thiệu cho bà con về cái độ thụ tinh của cái trứng đó. Em qua làm tập kiên luôn. Thì em làm thì em hướng dẫn nói chung là đầy đủ hết á, nhưng mà nuôi con gì cũng có một cái người có nuôi thành công, có nuôi thất bại thì tùy vào cái số thôi. Nói chung là mình có kiên trì hay không thôi và học hỏi, chứ nó không có gì là khó khăn cả. Nhưng mà mình không nản là mình sẽ làm sẽ thành công thôi. Thì ở đây một một tuần mà đây cũng có một bể nở này nha bà con. Một ngày mà thu tầm 20 trứng là ok rồi. 20 trứng thì đại gì cũng được 2 đến 300 gram nha bà con.
chuyến xe công khá bự đó. Nhưng cái này thì chắc vài bữa em sẽ hướng dẫn thêm thành đóng một cái kệ, đóng một cái kệ để kê lên, chứ để như này thì nó không được. Thôi thì em cũng xin kết thúc cái video tại đây. Thì rất cảm ơn bà con đã theo dõi video. Nếu bà con nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Và xin chào bà con, nghe bà con video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.